anh em nhá, 730 triệu em trai vừa mua xong, vừa từ nhà máy lăn bánh ra Nhật Đức luôn đây các bạn. Đấy, hôm nay thì em mình sẽ lắp một số cái phụ kiện, nói chung là cần thiết cho xe thôi. Vì xe em vừa mới từ nhà máy ra anh em này, anh em nhìn lốp này. Chạy từ nhà máy ra luôn này, còn chưa lên thùng bệ anh em nhá, còn chưa lên thùng này. Đấy, thùng đang trang trải sàn đây, đang đợi người ta đóng đây anh em. Đấy, thùng đang đợi đóng này anh em này. Đấy, 730 triệu Hyundai 110XL. Đấy, xe vẫn còn mùi mới luôn anh em ạ. Xe vẫn còn mùi mà. Mùi ni lông các bạn này, chưa bóc tem này đây. Cho các bạn xem qua cái sổ đây. Xe mới thì nó sẽ có cái cổ hướng dẫn bảo hành anh em nhá, à, hướng dẫn sử dụng. Đấy, mới đét luôn. Là mùi mà anh em nào không thích. Bác tài nào không thích cái mùi xe này. Đấy, cái mùi mới, mùi tiền. Anh em mùi mới anh em phải không? Đấy, các bạn nhìn này, căng đét luôn này. Vừa mới từ nhà máy ra luôn. Đấy. Em cho cái chữ mà xanh xanh ở phía dưới nhá. Ờ đúng rồi, nó phải ở dưới thì em vừa nãy nó mới chuẩn. Đấy, đây đang bạn đang vào vô lăng hôm nay thì mình sẽ cho bạn hai gương tròn, hai gương vuông hỗ trợ điểm mù và một thanh gương cầu và bóng vô lăng và một số cái phụ kiện, nói chung là nó hỗ trợ thôi, còn mai kia phải lên xe thì bạn ấy mới trang trí được anh em ạ, vì xe nó đang mới đét như này rồi thì ra phải về đợi thùng bệ á, thì anh em còn chạy một hai chuyến gom tiền vào xong rồi lên sau anh em nhá. Đấy, mình đứng đây các bạn. Đấy, ok anh em, giờ mình sẽ lắp cho em trai nhá. Đây, gương vuông bé tay gương tròn đây. Cuối cùng thì đã lên xong em trai anh em nhá. Rồi. Đấy. Hai gương vuông bé này các bạn này. Với cả một tay gương tròn.